Nguy hiểm. Suýt nữa thì có bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số cho Hoàng Gia Lai. Người vừa bỏ lỡ cơ hội vừa rồi là Minh Vương, hay nói đúng hơn là Tuấn Linh đã xuất thần ngăn cản bàn thắng của Minh Vương. Một pha phối hợp rất có nét của Hoàng Gia Lai và đã đặt Minh Vương vào cơ hội